Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người dân cho rằng ông Vương Đình Huệ phải bị xử lý. Ngày 23 tháng 4, AFA tiếng Việt cho hay, người dân, trợ lý bị bắt thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải rời chức vụ. AFA cho biết, sau khi ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt, một số người dân cho rằng người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam phải rời bỏ chức vụ ngay lập tức, thậm chí phải bị điều tra về trách nhiệm hình sự. AFA dẫn lời một người dân quê ở Nghệ An cho rằng nếu ở trong một nền chính trị trong sạch thì với vai trò là cấp trên trực tiếp, ông Huệ phải từ chức. Rất tiếc, Việt Nam hiện nay sở hữu một thể chế chính trị chẳng trong sạch chút nào, thậm chí là rất bẩn thỉu. Báo chí tự do không có, các phe phái đấu đá nhau bằng việc khui ra những vụ án sân sau để tranh giành quyền lực, hòng thâu tóm tài sản quốc gia cho cá nhân họ. Hình ảnh bài trên AFA. Ông cho rằng thật ngây thơ nếu ai đó tin vào sự minh bạch của bộ máy nhà nước hiện nay, do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo. Và tôi chỉ thấy đó là một ổ nhóm tội phạm mà trong đó có nhiều băng đảng có quyền lợi mâu thuẫn với nhau. AFA dẫn ý kiến của nhà báo kỳ cựu Nguyễn Thông viết trên Facebook cá nhân rằng trong cơ quan nhà nước, cấp trưởng và cấp phó nhiều khi không cùng bè cánh, nhưng giữa một quan chức lãnh đạo và trợ lý, thư ký, cố vấn thì lại là quan hệ hữu cơ, có chung mục đích, chung quyền lợi và ăn chia sòng phẳng. Do vậy, tuy là cấp trên, cấp dưới nhưng về thực chất thì là đồng bọn và đồng lòng. Và không có chuyện trợ lý làm sai mà quan chức không biết. AFA tiếp tục dẫn quan điểm của một nhà hoạt động ở Hà Nội cho rằng về mặt xử lý hình sự thì ở Việt Nam chưa có tiền lệ đối với tứ trụ, nên có thể phạm vi điều tra, xử lý hình sự chỉ dừng ở Phạm Thái Hà, rồi buộc ông Huệ từ chức. Điều này khác với các nước pháp quyền trên thế giới, ví dụ như trường hợp của cựu Tổng thống Park Geun Hye ở Hàn Quốc. Nhà hoạt động Lê Sĩ Bình, người Nghệ An đang tị nạn tại Thái Lan khẳng định với AFA rằng ông Vương Đình Huệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì trợ lý chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, trợ lý thì vẫn phải chịu tội đồng lõa. Ngoài trách nhiệm chính trị như từ chức hoặc bị bãi nhiệm, ông Huệ còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa mới xứng đáng. Hình ảnh ông Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Vương Đình Huệ. AFA cũng cho biết, theo các chuyên gia, tự do báo chí và minh bạch thông tin là những yếu tố cần thiết để có thể đối phó với quốc nạn tham nhũng. Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số tự do báo chí thấp nhất thế giới, theo đánh giá của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trong nhiều năm qua. Ông Lê Sĩ Bình bình luận về vấn đề này. Việc minh bạch thông tin ở Việt Nam, đặc biệt là về lãnh đạo cấp cao đối với người dân thì xưa nay vốn là điều xa xỉ. Và ngược lại thì việc bưng bít thông tin của các lãnh đạo thì lại là sở trường của họ. Chính vì vậy mà mỗi khi sự việc vỡ lở thì nó đã đi quá xa và đã gây thiệt hại rất lớn cho quốc gia. Người dân quê ở Nghệ An bình luận việc này. Hàng nghìn cơ quan báo chí nhưng câm như hến, cả nước trăm triệu dân mà ngồi hóng tin từ người buôn gió. Nhưng người này lấy tin từ đâu? Nếu không từ bên trong ra thì người ngoài làm sao có cơ hội tiếp cận? Tôi nghĩ họ sợ sự minh bạch nên mới làm những trò ném đá giấu tay đó. Theo AFA, blogger người buôn gió tức là Bùi Thanh Hiếu và Thời báo chấm d của nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức đều đưa thông tin nhiều về trợ lý thân cận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều ngày trước khi Bộ Công an thông báo. Nhiều ngày trước khi Bộ Công an công bố bắt tạm giam để điều tra, theo nhà hoạt động ở Hà Nội, thì tự do báo chí thực sự yếu, đặc biệt loại hình báo chí điều tra tại Việt Nam hoàn toàn khó sống, không thể tiếp cận thông tin dễ dàng, đa dạng và tiềm ẩn nhiều đe dọa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Người dân cho rằng ông Vương Đình Huệ phải bị xử lý. Liệu Huệ Vương có lật được thế cờ? Ngày 22 tháng 4, báo Tiếng Dân có bài Cái kết nào cho Vương Đình Huệ của tác giả Nông Văn Tiềm. Tác giả nhắc lại khi Bộ Công an bắt trợ lý Nguyễn Quang Linh của Phạm Bình Minh, bắt trợ lý Nguyễn Văn Trịnh của Vũ Đức Đam, bắt Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bạch Thùy Linh, người cùng kinh doanh với con gái ông Phúc, bắt Đặng Trung Hoành, em họ Võ Văn Thưởng, thì tất cả các vị này đều buông súng đầu hàng, rút lui để bảo toàn danh dự. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả nhận xét, Bộ Công an bắt Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhằm mục đích duy nhất là gây sức ép, buộc ông Huệ phải viết đơn từ giã chính trường. Tuy nhiên, trái với toàn tính của Bộ Công an cùng phe nhóm tấn công,
Họ Vương không dễ bị bắt nạt và chịu thua như các vị Minh, Đam, Phúc, Thưởng. Tất cả đang nín thở trước trận thư hùng có 1-0-2 này. Tác giả dẫn thông tin nội bộ cho biết đến thời điểm này, Phạm Thái Hà vẫn chưa nhận tội, bác bỏ mọi cáo buộc về lợi dụng chức vụ quyền hạn và nhận hối lộ mà cơ quan điều tra Bộ Công an đang áp đặt. Ngày 19 tháng 4, Bộ Chính trị nhóm họp khẩn cấp. Ông Huệ kiên quyết phản bác mọi quy chụp trách nhiệm và các đòn tấn công nhằm vào ông. Ông cho rằng ai sai nấy chịu, luật pháp và điều lệ đảng đã quy định rõ ràng. Tác giả cho biết ông Huệ mong muốn Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xác minh để trả lại sự trong sạch cho ông. Đồng thời ông yêu cầu làm rõ có hay không một thế lực lộng quyền, tiếm quyền trong đảng, âm mưu hạ bệ ông, thao túng chính trường. Tác giả cũng cho hay, Tổng Trọng và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đồng ý đề nghị theo quy trình để Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương khẩn trương điều tra mở rộng, báo cáo kết quả cho Tổng Bí thư và Bộ Chính trị. Sau đó, Ban Bí thư triệu tập hội nghị xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương. Thời gian thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với ông Huệ là 60 ngày. Hình ảnh Vương Đình Huệ và Tô Lâm, hai đối thủ trong cuộc đấu một mất một còn. Theo tác giả, diễn biến phức tạp, khó phân định, nhưng với cách phối hợp ra đòn của Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem ra Vương Đình Huệ khó có thể lật ngược tình thế. Dù hơi sớm nhưng có thể nhận định, ông Huệ gần như chắc chắn sẽ bị truất phế. Tác giả nhận định, ông Trọng đã sai lầm khi dùng tấm gương đạo đức và danh dự để kêu gào, mong đảng viên các cấp thôi không tham nhũng nữa. Do không răn đe, nghiêm trị bằng luật hình sự, mà lại xử lý theo quy định, quy chế nửa vời của đảng, cộng với nộp tiền khắc phục để giảm án, làm cho tham nhũng không hề giảm, ngược lại còn lộng hành hơn, quy mô hơn, thách thức hơn, vơ vét từ địa phương đến trung ương và lan vào đến tứ trụ triều đình. Tác giả cũng nhắc lại sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng phát đi thông điệp nhốt quyền lực vào lòng luật pháp, ông ném hàng loạt tướng tá công an vào tù, làm cho Bộ Công an biến mất 6 tổng cục, tinh giảm hơn 60 đơn vị cấp cục. Vô hình chung, quyền lực của cả Bộ Công an chỉ nằm trong tay Tô Lâm, chứ không phân quyền như trước năm 2018. Bộ máy an ninh dày đặc của Tô Lâm đã nắm thớp tất cả, muốn bắt ai, vào thời điểm nào đều do Bộ Công an quyết định. Hiện nay, với sự phơi lưng lắm bụng của Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, ông Trọng được cho là đã thất bại cay đắng. Sự khủng hoảng nhân sự cấp cao đang là đề tài bàn tán sôi nổi trong đảng bộ các cấp. Phe nào thắng trong các trận thư hùng thì dân chúng cần lao cũng mãi mãi bị đè đầu cưỡi cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Liệu Huệ Vương có lật được thế cờ? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đi.